Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý của siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nên Cora Shop 24 giờ luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của gia đình bạn. Và hiện nay như bạn có thể thấy đấy, thời tiết giao mùa dẫn đến là không khí thì rất là hanh khô, mật độ phương tiện giao thông thì ngày càng đông dẫn đến là bầu không khí của chúng ta bị ô nhiễm rất là nặng. Khi đi ra ngoài đường vào buổi sáng hoặc là ngay kể buổi trưa, buổi chiều vậy thôi, các bạn nhìn lên bầu trời sẽ thấy một lớp sương mờ bao phủ ở đấy, đúng không ạ? Chúng ta cứ nghĩ đấy là sương mù nhưng thực sự đấy không phải là sương mù, đấy là một lớp bụi mịn tạo mờ lên không khí, nhìn giống tưởng là sương mù các bạn nhé. Và bụi mịn thì nó có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet, tức là nó nhỏ gấp hơn gấp 30 lần sợi tóc của chúng ta. Vâng, và hiện nay với công nghệ hiện đại thì chúng ta có rất nhiều phương pháp để có thể kiểm tra cái mức độ ô nhiễm cũng như là độ trong lành của không khí xung quanh chúng ta. Bây giờ hãy cùng Ngọc Hoa thử kiểm tra nhé. Ngọc Hoa sẽ sử dụng phần mềm AirVisual. Chúng ta sẽ ấn vào đây và các bạn sẽ thấy là hiện nay ở vị trí hàng đậu đang ô nhiễm tại Hà Nội với mức là 154, có hại cho sức khỏe. Và Ngọc Hoa sẽ kiểm tra. Trong nhà thì mức độ ô nhiễm cũng là trung bình và khuyến cáo là nên chạy máy lọc không khí ở mức 99. Ngoài trời hiện tại đang ở 152. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là Hà Nội chúng ta ở danh sách số bao nhiêu về độ ô nhiễm nhé các bạn nhé. Đây, số 18 các bạn ạ. Hiện nay là mấy hôm nay là đang đỡ rồi đấy, chứ còn mấy hôm trước thì mức độ ô nhiễm của nó cao rất là nhiều. Hiện nay Hà Nội đang ở mức độ ô nhiễm số 18 trên thế giới. Vậy bụi mịn là gì mà chúng ta lại liên tục phải kiểm tra cái không khí của chúng ta xem là nó có trong lành hay không? Và bụi mịn sẽ xâm nhập vào cơ thể của chúng ta qua đường thở. Nó tích tụ lại trên phổi và nó luôn lách đi vào trong các túi phổi cũng như nằm ở các tĩnh mạch phổi, và nó còn xâm nhập vào cả hệ tuần hoàn máu của chúng ta nữa. Và nếu như mà chúng ta tiếp xúc với bụi mịn nhiều thì triệu chứng ban đầu chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị khô mắt này, hắt hơi, sổ mũi hay khó thở. Nếu những người mà tiếp xúc với bụi mịn lâu ngày thì chúng ta sẽ làm giảm cái chức năng phổi của chúng ta, cũng như là chúng ta sẽ bị viêm phế quản mãn tính hay là tăng nguy cơ bị mắc bệnh ung thư phổi cũng như bệnh tim mạch. Và đặc biệt hơn nữa là đối với các nhà khoa học thì họ đã đặt tên cho bụi mịn với một cái tên đó là sát thủ thúc đẩy, bởi bụi mịn nó đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh xơ gan và làm tăng nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa cũng như là rối loạn chức năng gan. Ngoài ra thì nó cũng góp phần làm đẩy nhanh quá trình mắc bệnh của người tiểu đường. Chính vì vậy nên là chúng ta phải tìm một biện pháp nào đó để chúng ta tránh được khỏi bụi mịn. Chăn trở với điều đó thì Cora Shop 24 giờ hôm nay đã tìm đến được một dòng sản phẩm rất là hữu ích cho chúng ta, đấy là khẩu trang chống bụi mịn KF94 của Hàn Quốc. Vâng, đây chính là khẩu trang KF94 các bạn nhé. Và nó có hai màu, màu trắng và màu đen. Các bạn có thể nhìn thấy ngay, đây chính là KF94. Và ở dưới các bạn sẽ nhìn thấy là 4 lớp pin lọc của khẩu trang. Khẩu trang có thiết kế 3D và có hình oval. Ngoài ra thì khi lật đằng sau thì các bạn sẽ nhìn thấy có mã vạch và cũng như là hạn sử dụng của khẩu trang. Và ở đây cũng có cả hướng dẫn sử dụng nhé các bạn nhé. Và kết cấu của khẩu trang đều được in hết ở mặt đằng sau, cũng như chỉ số về cái khẩu trang này nên bảo quản ở nhiệt độ từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Khẩu trang thì có thể bảo quản từ nhiệt độ từ 1 đến 30 độ C các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bóc cái khẩu trang này ra xem nó như thế nào. Đây chính là khẩu trang KF94 của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hình oval này. Đấy. Và chúng ta sẽ dở khẩu trang ra, nó gồm có 4 lớp lọc và có một thanh để điều chỉnh theo gọng mũi, mũi to mũi nhỏ, nó sẽ ôm sát vừa với khuôn mặt của chúng ta. Đường may rất là chắc và thoáng khí nên là các bạn sử dụng sẽ không thấy bị bí, quai đeo chắc chắn. Đấy, các bạn nhìn Ngọc Hoa kéo này. Đấy. Vậy chúng ta sẽ thử mở luôn cả cái màu đen xem bên trong như thế nào nhé. Mỗi một chiếc khẩu trang lại được đặt trong một cái túi. Đây chính là khẩu trang màu đen.
cái S94 màu đen. Nó rất phù hợp cho các anh con trai. Đeo màu trắng có vẻ không được nam tính lắm, nhưng đeo màu đen thì hoàn toàn rất là nam tính. Đây các bạn có thể nhìn thấy đúng với khuôn mặt của chúng ta luôn nhé. Đây, bên trong sẽ màu trắng. Bên trong màu trắng thì khi các bạn đeo các cái gờ mũi này, mồ hôi dầu chúng ta ra bụi bẩn, thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có thể thay bất cứ lúc nào. Đây, dây đeo rất là chắc luôn, ngọc hoa căng này không hề đứt. Đấy. Và đặc biệt là đối với những ai mà đi ra ngoài đường mà đang bị đeo kính giống như Ngọc Hoa đấy ạ, thì chúng ta đi ra ngoài đường rất là khó chịu đúng không ạ? Đeo khẩu trang thường thì hay bị hơi nước phả lên là mờ kính, nó rất không an toàn cho người đi đường. Nhưng ngược lại khi các bạn đeo khẩu trang KF94 này thì các bạn đi đường hoàn toàn yên tâm, bởi khẩu trang KF94 có lỗ thoát khí rất là thoáng, nên là nó sẽ giúp, nó sẽ không làm đẩy khí lên trên kính là mờ kính của chúng ta, nên là cái việc chúng ta đi lại cũng sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ các thông tin về bụi mịn, tác hại của bụi mịn đối với sức khỏe và làm thế nào để khẩu trang KF94 Hàn Quốc có thể giải quyết được vấn đề đó. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ Hàn Quốc mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo là bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn cũng chính như gia đình bạn. Vâng, và điều đó đã tạo nên uy tín của siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ ở tại Việt Nam suốt 8 năm vừa qua. Với uy tín của mình thì Cora Shop 24 giờ luôn luôn có những chính sách cam kết cho khách hàng. Điều đầu tiên, khi bạn đặt hàng tại Cora Shop 24 giờ, nếu như bạn ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng. Và tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ thì luôn luôn có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn 24/24, không chỉ về khẩu trang chống bụi mịn KF94 Hàn Quốc mà còn về rất nhiều các sản phẩm Hàn Quốc khác mà bạn đang quan tâm, cũng như tư vấn cho các bạn về chế độ dinh dưỡng và luyện tập sao cho phù hợp nhất với tình hình sức khỏe của bạn hiện nay. Điều thứ ba đấy là bạn được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, và trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng thì kể cả bạn đã dùng rồi mà bạn phát hiện ra hàng bạn nhận được không đúng với những gì video mà bạn xem thì bạn được phép đổi trả hàng và bồi thường tiền ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại là trong vòng 7 ngày từ lúc bạn nhận được hàng, kể cả bạn đã bóc ra sử dụng rồi, nếu như bạn phát hiện hàng của mình sử dụng, nhận được không đúng với những gì video mà bạn đã xem và xem Ngọc Hoa nói, thì bạn sẽ được hoàn trả hàng cũng như bồi thường tiền ngay lập tức nhé. Vâng, vậy làm thế nào để các bạn có thể sở hữu trong tay mình một chiếc khẩu trang KF94 để bảo vệ sức khỏe cho người thân của mình, cho chính mình hay là con cái của mình đây? Thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cách đơn giản sau. Thứ nhất, các bạn hãy gọi điện vào số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn về khẩu trang chống bụi mịn KF94 hay là về sức khỏe của các bạn, chế độ dinh dưỡng và tất cả những gì bạn đang quan tâm. Thứ hai, bạn hãy kích xuống phần mô tả phía dưới video, ở đó có đặt một đường link, hãy kích vào đường link đó, bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop24h.com. Tại website bạn có thể đặt hàng ngay trực tiếp trên web. Cách thứ ba đấy là các bạn hãy tới ngay siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ tại Hà Nội. Khi bạn tới trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ tại Hà Nội, bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà cũng như là cái ưu đãi đặc biệt khi bạn tới. Vâng, vậy là chỉ với 3 cách đơn giản đó thôi là bạn đã sở hữu trong tay mình có chiếc khẩu trang KF94 Hàn Quốc, giúp cho gia đình mình và con cái mình có một sức khỏe tuyệt vời hơn. Ngọc Hoa cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Chúc bạn cùng với toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm tốt cho sức khỏe khác tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ, các bạn hãy kích vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ.